Xin chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học New Zealand cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin mới nhất về các ngành học được trả lương cao nhất ở New Zealand. Thì Bộ Giáo dục và Thống kê New Zealand vừa phát hành một báo cáo mới về thu nhập trung bình của sinh viên tốt nghiệp sau 5 năm kể từ ngày nhận bằng. Và ngành y tế, ngành kỹ thuật xây dựng nhận được lương trung bình cao nhất. Báo cáo này thì được dựa trên số liệu thu thập từ gần 30.000 người trẻ tuổi đăng ký vào các trường đại học vào năm 2005. Và số liệu được thu thập sau 1 đến 3 năm kể từ ngày các sinh viên hoàn thành chương trình đại học. Cử nhân nghệ thuật là ngành học phổ biến nhất của New Zealand và lương của sinh viên tốt nghiệp từ ngành này được báo cáo chọn làm chuẩn. Sinh viên tốt nghiệp ngành cử nhân nghệ thuật thông thường thì kiếm được khoảng 40.100 đô New Zealand vào năm thứ 3. Trong khi đó thì sinh viên tốt nghiệp từ các ngành khoa học có thể kiếm được 32.900 đô New Zealand một năm khi bắt đầu làm việc và lên đến 42.200 đô New Zealand vào năm thứ 3. Để so sánh thì những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành y tế có thu nhập cao hơn 2,59 lần so với những người có bằng cử nhân nghệ thuật sau 3 năm làm việc. Và các lĩnh vực có thu nhập cao khác như là thú y, luật, kỹ sư điện, dược, kế toán, khoa học máy tính và y tá. Các bằng cấp trong giảng dạy có thu nhập 1,27 lần so với cử nhân nghệ thuật vào năm đầu tiên, nhưng đến năm thứ 3 thì giảm lại còn 1,16 lần. Người tốt nghiệp các ngành du lịch, nghệ thuật, đồ họa và nghệ thuật thiết kế thì có thu nhập từ 10-20%, ít hơn những người có bằng cấp trong những ngành nhân văn. Và tuy nhiên thì ngành thông tin và truyền thông có thu nhập cao hơn là 11%. Lương hàng năm sau 5 năm tốt nghiệp đối với ngành y tế là 62.647 đô la New Zealand. Về kỹ thuật xây dựng là 58.287 đô la New Zealand. Công nghệ thông tin là 56.958 đô la New Zealand. Quản trị kinh doanh là 53.791 đô New Zealand. Khoa học là 50.897 đô New Zealand. Kiến trúc là 50.597 đô New Zealand. Về giáo dục là 49.804 đô la New Zealand. Nông nghiệp là 49.156 đô la New Zealand. Nghệ thuật, khoa học xã hội, thể thao là 48.974 đô la New Zealand. Nghệ thuật sáng tạo là 42.575 đô la New Zealand. Và ngành học phổ biến mà sinh viên quốc tế theo học tại New Zealand là quản trị kinh doanh, được xếp thứ tư trong bảng xếp hạng này. Và nếu các bạn muốn tìm trường giảng dạy tốt các ngành nằm trong danh sách kể trên thì hãy liên hệ ngay với Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Các bạn hãy nhấn subscribe để theo dõi những clip du học New Zealand tiếp theo các bạn nhé. Tân Đại Dương, và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Thiên Phúc vừa nhận được visa du học New Zealand, và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện nhé. Chào Phúc. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Trần Thiên Phúc, mình hiện đang là sinh viên của trường Đại học Hansen, mình 24 tuổi. Hiện tại thì mình vừa mới nhận được visa của bên New Zealand. Và mình sẽ đi New Zealand trong tháng 9 này. Mình có sở thích cá nhân là xem phim, chơi game, nghe nhạc. Thỉnh thoảng mình cũng đi đá banh với các bạn. Dạ, thì qua bên New Zealand mình sẽ học trường gì bên đó em ha? Em sẽ học trường Media Design School. Trường này chuyên về 3D, thiết kế đồ họa và nói chung là những cái mạng về ảo. Em sẽ chọn học ngành về ngành thiết kế 3D. Vậy là một trong những cái ngành thế mạnh của trường. Dạ. Vậy em chia sẻ với các bạn là cái kế hoạch học tập của em á, khi mà học ở xong ở New Zealand thì như thế nào? Trước hết thì cho em chưa đủ điểm IELTS cho nên em sẽ học tại một trường Anh văn trước khi em học chuyên ngành tại trường. Về học Anh văn thì em sẽ học ở đó 3 tháng, sau đó em sẽ chuyển tiếp vô học tại chuyên ngành của trường 3 năm. Lúc nãy em có giới thiệu là em sẽ nhập học vào tháng 9 này. Dạ. Thì không biết là mình đã chuẩn bị hành lý của mình tới đâu rồi? Thì em cũng chuẩn bị những vật dụng cơ bản của em.
và em cũng mang thêm thêm nhiều bút chì ngòi, giấy A4. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Ban đầu thì chị Huệ đưa em một list rất là dài, em cảm thấy khá vân vân. Nhưng mà sau đó em chia nó ra xong rồi em đi nộp nó theo từng phần thì em thấy cũng không có nhiều lắm, cũng là những giấy tờ cơ bản cần thiết để đi du học. Chị Huệ rất là nhiệt tình, chị hay chị hay hối em làm nhanh để kịp tiến độ chứ không có để dây dưa, tại vì em còn nhiều việc khác cho nên em chỉ có thể rảnh vào cuối tuần, cho nên việc làm giấy tờ cũng mất em khá nhiều thời gian. Em thấy các anh chị rất là thoải mái, cởi mở, vui vẻ. Vậy là cái dự định của em sau khi học xong tại New Zealand thì như thế nào? Dự định là sẽ trở về đây để làm việc. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Phúc trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ha. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em sẽ đạt được những cái ước mơ trong tương lai của mình. Dạ, cảm ơn chị. Chương trình chia sẻ mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học thì các bạn hãy liên hệ với Tân Đại Dương theo địa chỉ quận 1, quận 5 hay là Nha Trang. Để tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.